Harry Maguire vui nhất nếu Argentina vô địch World Cup 2022. Theo tiết lộ, nếu Argentina vô địch World Cup 2022, huấn luyện viên Lionel Scaloni và các thành viên của đội bóng xứ Tango sẽ quay trở lại Buenos Aires để tham gia một cuộc diễu hành ăn mừng bằng xe buýt đi qua thủ đô vào thứ ba. Nếu điều đó xảy ra, trung vệ Lisandro Martinez và 4 đồng đội của mình ở tuyển Argentina sẽ không kịp trở lại Anh để tham dự các trận đấu trong báo áo câu lạc bộ tại Premier League vào ngày Boxing Day. Và sự vắng mặt của cầu thủ Nam Mỹ sẽ mở ra cơ hội cho Maguire được điền tên vào đội hình tham dự trận đấu ngày 27 tháng 12 với Nottingham Forest. Ngôi sao sinh năm 1993 vừa chơi khá tốt trong màu áo tuyển Anh ở World Cup 2022. Nếu Lisandro Martinez không ra sân cho Nottingham Forest, Harry Maguire nhiều khả năng sẽ đá cặp trung vệ với Victor Lindelof. Ngoài Erik ten Hag, thì huấn luyện viên của Spurs Antonio Conte, Unai Emery của Aston Villa, Pep Guardiola tại Man City và Roberto De Jong của Brighton cũng đứng trước khả năng không có sự phục vụ của các ngôi sao người Argentina. Với Tottenham là trường hợp của trung vệ Cristian Romero, anh có mặt trong cả 6 trận của Argentina ở giải đấu tại Qatar. Anh có thể vắng mặt trong trận đấu của Spurs với Brentford. Brighton cũng có thể không có sự phục vụ của Alexis McAllister trước Southampton. Tương tự, thủ môn Martinez có thể vắng mặt trong trận đấu giữa Aston Villa và Liverpool. Trong khi đó, Julian Alvarez có ra sân ở trận đấu giữa Man City và Leeds.